Sẽ được đền đáp xứng đáng khi Taxiun 2020 Philip vừa mới ra mắt đã nhận được những phản hồi rất tích cực. Trong đó, Hyundai Taxiun 20L tiêu chuẩn là phiên bản đáng chú ý nhất bởi có giá bán mềm, dễ tiếp cận, hầm hố nhưng vẫn toát lên sự sang trọng là điều mà khách hàng cảm nhận được khi nhìn tổng thể Taxiun 20L tiêu chuẩn 2020. Mặt ca lăng vẫn tuân thủ theo phong cách thiết kế cascading Real nhưng đã được làm mới toàn bộ lưới tản nhiệt đều được mạ chrome bóng bẩy với cấu trúc mở rộng sang hai bên cùng phần viền dày bàn và được nâng đỡ bởi bốn thanh ngang cứng cáp nối liền là cặp mắt sắc sảo vuốt cong lên cao tuy nhiên vì là phiên bản thấp cấp nên xe chỉ được sử dụng loại đèn pha halogen bù lại tắc sườn 20L tiêu chuẩn được tích hợp giải đèn led ban ngày hình chữ L ngực vô cùng thu hút và lôi cuốn xe ô tô Hyundai tắc sườn bản tiêu chuẩn 20L 2020 có phần hông xe trông cơ bắp và vạm vỡ Ấn tượng nhất là phần ốp đen ở các vòm bánh được làm khá dày giúp thân xe trông cao giáo hơn. Trải dài phần hông xe còn có những đường nhấn nhá tinh tế góp phần tăng tính khí động học. Vành xe cũng được làm mới với kiểu dáng năm chấu kép mày phây xước cùng kích thước 17 inch. Bên trên là cặp gương chiếu hậu có khả năng gập chỉnh điện tích hợp chức năng sấy gương và đèn báo rẽ. Bộ khung gầm của xe có kích thước tổng thể dài 4.480mm rộng 1.850mm cao 1.660mm. Đuôi xe Taxon 20L tiêu chuẩn có tạo hình góc cạnh và dứt khoát bật lên vẻ nam tính, phóng khoáng. Nổi bật nhất là cụm đèn hậu hình lá bảng độc đáo, bên trong gồm hai giải LED nằm song song ôm trọng các tinh thể chiếu sáng li tì. Bên trên còn có cánh lướt gió cỡ lớn giúp đuôi xe tăng thêm vẻ năng động. Khá đáng tiếc khi Taxon 20L tiêu chuẩn chỉ có duy nhất cụm ống xả đơn chưa làm bật lên được chất thể thao rộng rãi là cảm giác đầu tiên khi hành khách bước vào khoang cabin của Taxon 20L tiêu chuẩn 2020. Nhờ chiều dài cơ sở 2670mm, Hyundai có thể sắp xếp khoảng cách giữa các hàng ghế khá dễ dàng để tạo ra chỗ để chân thoải mái. Phần táp lô Taxon 20L tiêu chuẩn trông hiện đại hơn phiên bản tiền nhiệm, góp công lớn nhất chính là phần màn hình dạng nổi thay cho dạng chìm. Các phím bấm cơ học cũng được bố trí lại hài hòa hơn tăng tính thẩm mỹ cho khu vực điều khiển trung tâm. Tắc sườn 2 không lờ tiêu chuẩn sử dụng vô lăng ba chấu bọc da mạ kim loại sáng bóng. Hyundai còn chu đáo trang bị thêm các phím bấm chức năng cho tay lái giúp việc thao tác khi đang lái xe trở nên thuận tiện. Dù là bản có giá bán rẻ nhất nhưng tất cả ghế ngồi trên tắc sườn 2 không lờ tiêu chuẩn đều được bọc da êm ái. Do đó, hành khách vẫn có được cảm giác ngồi rất thoải mái. Vị trí lái được chăm sóc chu đáo khi có khả năng chỉnh điện 10 hướng ghế sau gập có thể gập 60, 40 giúp tăng dung tích chở đồ, điểm cộng lớn cho Taksun 20L tiêu chuẩn 2020 khi khả năng làm mát của xe tương đồng với những bản cao cấp nhờ cùng sở hữu dàn điều hòa tự động hai vùng. phía sau còn có cửa gió cho hàng ghế sau giúp hiệu năng làm mát được tối ưu. hệ thống thông tin giải trí của Taksun 20L tiêu chuẩn làm nhiều khách hàng bất ngờ bởi có nhiều tính năng hiện đại, cụ thể gồm có màn hình 8 inch, radio, MP4 kết nối USB, Apple CarPlay, Bluetooth, AUX, bộ xử lý âm thanh Acom X Premium gồm 6 lòa. Ngoài ra, mẫu xe ô tô của Hyundai còn có chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, gạt tàn và châm thuốc, ngăn làm mát. Trái tim của tắc sừng 20L tiêu chuẩn là khối động cơ sang nu 20L MP. Cô máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa 153 mã lực mô men xoắn cực đại 192 nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống hệ dẫn động cầu trước thông qua hộp số tự động 6 cấp. Với cấu hình trên, tắc sừng 20L tiêu chuẩn sẽ mang đến cho chủ nhân cảm giác lái mượt mà cùng khả năng bám đường cực tốt. Để tăng thêm phần hương phấn, Hyundai còn tích hợp thêm chế độ lái sport giúp quá trình sang số diễn ra nhanh hơn, đem lại sự phấn khích khi chủ nhân đạp gà. Bên cạnh đó, Xe còn có hai chế độ là Eco tiết kiệm và Comfort êm ái. Nhiệm vụ duy trì độ êm ái của Tucson 20L tiêu chuẩn được đảm nhận bởi hệ thống treo trước trên sau dạng MacPherson trên liên kết đa điểm. Tucson 20L tiêu chuẩn được trang bị phanh trước trên sau dạng đĩa, do đó hiệu suất hoạt động sẽ hiệu quả hơn loại tang chống thông dụng. Với khoảng gầm cao 172mm, chủ nhân sẽ tự tin khi điều khiển Tucson 20L tiêu chuẩn vượt qua các đoạn đường ngập nước. Hệ thống toàn trên tắc xương 20L tiêu chuẩn gồm có cảm biến lùi, camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, kiểm soát lực kéo.